Cô gái bị đánh đến xỉu cắp xỉu đao vì đòi quà ngày 8 tháng 3. Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao chia sẻ một clip ghi lại cảnh một cô gái bị ngất trước cửa nhà nghỉ ngơi do bị bạn trai đánh. Ngày 8 tháng 3, phụ nữ nôn nóng chờ đợi một món quà từ người đàn ông của mình. Nhiều cô gái còn mạnh dạn gửi những món đồ mình thích, mong muốn đối phương phải đáp ứng cho mình. Tuy nhiên, có những yêu cầu của các cô nàng vượt quá khả năng chi trả của người yêu mình, có người lại đòi quá nhiều khiến nhiều cuộc tình đang êm đẹp lại đi vào ngõ cụt. Mới đây, một đoạn clip cô gái bị ngất trước cửa khách sạn đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đoạn clip ngắn, cô gái bất tỉnh sau khi có mâu thuẫn với chàng trai. Một số thông tin cho rằng cô này vừa bị bạn trai đánh, nguyên nhân có thể là do đòi quà tám sạch ba hoặc xích mích trong việc vào hotel. Theo clip ghi lại, một cô gái mặc váy màu nâu vẫn còn rất trẻ đang nằm gục trước cửa một nhà nghỉ. Bên cạnh cô gái là một thanh niên đang kéo tay, lay người làm mọi cách để cô gái tỉnh lại. Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh cũng tụ tập lại hỏi han vấn đề. Một lúc sau cô gái tỉnh lại, người dân cũng chủ động giải tán. Tuy nhiên, sau khi cô gái đứng dậy, cả hai lại tiếp tục tranh cãi. Cô gái đã bỏ đi hướng ngược lại nhưng chàng trai vẫn nhất quyết đuổi theo bắt cô đi cùng mình. Lúc này cô gái đã giơ tay lên tát chàng trai một cái. Nhưng ngay lập tức nam thanh niên đã vòng tay qua cổ và ghi mạnh bắt cô gái phải đi theo mình. Mặc dù chưa biết rõ nguyên nhân vụ việc là gì nhưng nhiều cư dân mạng vẫn tỏ ra bất bình trước hành động của chàng trai. Nhiều người chỉ trích nam thanh niên sức dài vai rộng mà lại đi đánh phụ nữ. Hơn nữa lại sắp đến ngày 8 tháng 3, đã không tặng quà thì thôi còn động tay động chân, chả hiểu yêu đương kiểu gì mà động tí lại đánh nhau. Rõ ràng vừa mới vào nhà nghỉ cùng nhau cơ mà. Không cần biết bạn nữ có sai không nhưng đàn ông con trai mà đánh con gái thế là không được rồi, bạn NK bình luận. Đồng quan điểm này, bạn MT cho rằng, báo công an ngay chị ơi, ai lại để nó đánh mình giữa đường giữa chợ thế, lại còn trước cửa nhà nghỉ. Chả hiểu mâu thuẫn kiểu gì mà đánh bạn gái tới nỗi ngất đi, chán thanh niên ngày nay, xấu mặt đàn ông chúng tôi quá. Hiện, người trong cuộc chưa lên tiếng xác minh vụ việc. Tuy nhiên, nếu bạo lực có thật thì điều này khó mà chấp nhận. Clip đang được cư dân mạng lan truyền rộng rãi.